À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Nam ở Thái Bình, chuyên phụ tùng xe 3 4 bánh. À, hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là cập nhật một cái bộ xe 3 bánh chế cho máy xăng. Loại này là hàng thượng hạng luôn. Tất cả đều là rất sắc nét và hàng loại 1. À, và em sẽ phân tích cho các bạn từng loại một để cho các bạn tiện theo dõi. Thì phụ tùng lướt qua một lượt thì sẽ bao gồm một bộ cầu, một đôi nhíp dài 75 lá. Bộ này thì có thể tải trọng khoảng 5-600 kg. Các bác có thể nâng cấp lên 6 lá để tăng tải hơn. Một cặp bánh thì 400-12 có thể tải tối đa là hơn 700 kg trên một cặp bánh. Một số mạnh, một số lùi này là dành cho máy 110. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh tùy theo xe. Đối với xe máy cao cấp hơn thì có thể dùng trục to hơn, thì các bạn lưu ý khi mua hàng là được. Bộ phụ kiện phanh chân, phanh tay đấy, trục các đăng, số lùi và một cặp đèn hậu LED. Thì đi vào chi tiết từng sản phẩm một thì về cái cầu thì bên em cung cấp cho các bác là một cái cầu này có bát phanh là 180. Và cây cầu này thì hiện tại có trọng lượng là đang là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ví dụ như cây này là cây 90 cm, thì em sẽ cân thử cho các bác một cây để cho các bác so sánh với những cái hàng loại 2, loại 3 khác. Thì đây là em đang cân cho các bác xem. Một cái cây cầu này là sẽ có trọng lượng là 27,5 kg. Đối với lại cái cây cầu này là cây có chiều dài là 90 cm nhé. Và em sẽ cập nhật cân nặng từng kích thước một để cho các bác tiện so sánh. Loại này là 27,5 kg các bác nhé. Sở dĩ nó nặng hơn rất là nhiều bởi vì cái tăm bua này nó rất là dày. Và cái vỏ số này nó dày. Đấy, tăm bua dày, vỏ số dày, vỏ cầu dày hơn. Cho nên nó nặng cân hơn rất là nhiều. Em bán cái cầu này gần như từ hồi bán đến giờ là chưa có ai phải mua tăng bua thay thế cả. Đấy, tăng bua anh em rất là nhiều nhưng mà không có ai thay thế. Đây, họ gia công rất sắc nét này. Cái phần này thì người ta có tiện qua này. Đấy. Cái phần có tiện qua. Và phần đúc thô này nhưng mà nó rất là đẹp. Đây. Bác nhìn nó rất là chuẩn, cân đối luôn này. Người ta không phải gia công lại, phần đúc nó rất là chuẩn, nó dày. Đây, và phần mặt chuẩn người ta có tiện lại này. Cái đặc điểm nhận dạng của cái loại 1 này thì là cái lỗ thân ở giữa này là lỗ 63. Tim ốc là tim ốc 10. Đấy. À, còn loại nhẹ cân hơn thì nó là 10,16 chứ nó không phải là 10 tròn. Đấy. Thì đây là đối với cái cầu 90 các bác nhé. Tiếp theo thì đến phần nhíp. Nhíp này thì là nhíp 5 lá. Hàng Việt Nam nhưng mà độ cứng rất là tốt. Đấy. Phụ kiện thì rất là đẹp. Đây. Phụ kiện này quang nhíp, ốc dài. Mõ treo cố định. Mõ cố định, mõ treo. Đu nhíp thì đu này đu ốc 12 luôn nhé. Mặt bích dày 7 ly. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Cao su thì bao gồm 12 chiếc. Phần phụ kiện phanh thì sẽ bao gồm là 10 cái tai phanh như thế này về để gấp nắp ghép. Nó sẽ thành 4 cặp tai kép và 2 cái cắt ra để dùng cho việc làm cái gối đỡ. Cái này có thể dùng đến hoặc không thì tùy các khách hàng thôi. Phanh tay dạng quận cho nên là nó rất là nhẹ nhàng. Còn tiếp theo đến phần lốp. Phần lốp thì đây. Lốp này là nhôm lốp nhập của hàng Trung Quốc. Các cái thông số của lốp là 10 bố này. Lốp 10 bố mắc loát là 355 kg. Lốp này tải rất tốt. Bánh xe thì các bạn có thể tham khảo về cái mẫu bánh xe này. Lốp thì vành này là vành 400-12.
hàng nhập khẩu. Vành hàng nhập khẩu thì nó đắt hơn khoảng 30.000 so với vành nội. Vành nội thì nó không có phần tăng cứng, cái này nó phẳng luôn. Vành nội thì đặc thù của nó là cân nặng hơn một chút so với cái vành này. Tuy nhiên thì nó không sử dụng cái bề mặt tăng cứng như thế này mà nó dập phẳng luôn, cho nên là độ cứng vững thì có khả năng nó còn chưa được bằng cái này. Tại vì cái này nó đắt hơn 20-30 nghìn so với cái vành kia đấy, chứ không phải là mình thích đồ đắt đâu, mà đồ đắt chắc chắn nó sẽ hơn và nó đẹp. Đây, để mà sản xuất ra được một cái mẫu vành mà có những cái bề gờ lổi như thế này thì những cái khuôn đột dập rất là phức tạp đấy, và không dại gì mà người ta lại đi làm phức tạp lên. Quan trọng nhất là những cái gờ tăng cứng này thì nó sẽ làm cho cái vành cứng hơn rất là nhiều khi bị vặn vẹo xe. Cũng như cái nguyên lý của các bạn là hình dung ra cái vung xoong ấy, mặc dù nó là một cái mặt vung đấy nhưng mà nó khó bị vặn, nhưng đối với một tấm sắt phẳng ấy, thì dễ dàng bị vặn hơn rất là nhiều so với cái này, một cái tấm được gần gần tăng cứng như thế này. Thì đấy là cái về mặt kỹ thuật thì là phân tích như thế. Đấy, đèn led xi nhan dài 30 cm, à dài 20 cm. Các bạn có thể đổi qua loại bóng tóc cho dễ thay thế, bên em bán đồng giá. Chọn bộ phụ tùng như hình. Mọi chi tiết đặt hàng thì vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bên em thì rất là nhiều khách hàng gọi đến có thể làm cho cuộc gọi bị gián đoạn hoặc là quá tải. Các bạn có thể để lại tin nhắn trên Zalo hoặc tin nhắn trên điện thoại, bên em sẽ báo giá và trả lời thêm. Cảm ơn các bác khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm trong thời gian qua.